thằng con ế ăn thế nhỉ? Eo chưa? Đi ra chỗ khác người ta còn bán hàng. Ờ, nhưng mà tôi cũng muốn xem và mua giày mà cô. Ông ơi, ông xem lại ông đi. Giày của tôi toàn Ultra Boost với cả Adidas. Ông lấy đâu ra tiền mà mua? Thùng đi ra chỗ khác để tôi còn bán hàng. Mới sáng này ra đã án quẻ người ta rồi. Có chuyện gì đấy em? Ơ, anh quản lý ạ? À? Đấy, em vừa phải đốt vía xong. Từ sáng giờ chưa bán được đôi nào mà cứ cô ông ăn mày đến đây ám khỏe anh ạ. À. Ai cơ? Ông kia kìa. Chuyện ta. Chủ tịch ạ. Ăn lắm rồi. Nó nay em beautiful girl. Cả gì chỉ em nên sạch thang gắt chân. Nó nay em beautiful girl. 열받게 해 달콤하게 날 약올려 But as I don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I heard you got a new man, I see you taking a pic. Thế bây giờ mày có yêu tao không? À, bình tĩnh à. Mày có tin là tao thiến con chó của mày không? Hả? Mày nghe đây này. Nói lời cuối đây. Sủa đây. Sủa. Sủa đây. Mày nghe gì chưa? Hả? Tao hỏi lại mày lời cuối. Mày có yêu tao không? Đấy, đúng rồi. Có tăng tốc đi. Sắp tốc 1 rồi đấy. Trần đời tao đeo thấy đứa nào ngu như mày luôn. Chơi game đua xe cứ ân phanh. Chồng yêu ơi, hôm nay là ngày 14 tháng 3 rồi đấy. Là ngày Valentine trắng ấy. Cũng đã tròn 1 tháng chúng mình yêu nhau. 30 ngày yêu. Chồng ơi, chồng có nhớ không? Những lúc chồng gọi vợ là Tròn ơi, anh bảo này. Bà con ơi, bà con chia sẻ rộng cái clip này của tôi nhá. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con là tôi muốn vạch trần bộ mặt cái con crush của tôi trong cái clip này, là bà con chia sẻ tôi clip này nhá.